Chào mừng các bạn đến với lại kênh show Mystery Tarot của Huỳnh Kim Ngân. Các bạn hãy tập trung vào câu hỏi của chủ đề hôm nay, nhìn vào màn hình và chọn vào hình ảnh bạn thấy thu hút nhất nhé. Các tụ theo thứ tự từ trái sang phải là tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Sau đó các bạn có thể xuống phần mô tả để chọn khung thời gian của tụ đó nhé. Bạn nào chưa biết phần mô tả nằm ở đâu thì để mình hướng dẫn. Tại phần tiêu đề của video, nhìn về phía bên tay phải màn hình sẽ có mũi tên hướng xuống. Bạn bấm vào đó sẽ thấy ra được cái phần nội dung mô tả. Và bạn nhìn xuống và bấm vào chữ thêm hoặc hiển thị thêm nếu là đang xem trên máy tính. Thì ở phần nội dung phần mô tả sẽ có để đầy đủ các thông tin là chọn tụ. Hoặc là nếu như bạn nào muốn liên hệ đặt lịch xem riêng với Ngân thì có thể bấm vào cái phần thông tin của Facebook cá nhân hoặc của Instagram. Còn bạn nào muốn liên hệ các sản phẩm bài Oracle của SMT thì có thể chọn vào fanpage hoặc là Instagram, hoặc có thể mua trên TikTok và Shopee nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào các tụ bài luôn nhé. Xin chào các bạn tụ 1. Hôm nay chúng ta sẽ làm về chủ đề là khi bạn và người đó chia xa kết nối thì bây giờ người ta cảm thấy thế nào về bạn rồi. Đây sẽ là chủ đề dành cho những bạn nào mà đã chia tay rồi, hoặc là hỏi về một cái người cũ bạn lâu rồi không gặp mặt, không nói chuyện, không tương tác ha. Rồi, xem bài các bạn tụ 1 giùm mình, xem coi người mà các bạn tụ 1 đang nghĩ đến hiện tại bây giờ, sau khi sự xa cách của hai người này diễn ra thì hiện tại bây giờ người đó nghĩ gì các bạn tụ 1 ha. Thật sự là mình thấy người này vẫn chưa quên được bạn thôi bạn ơi. Mình không biết hiện tại giờ người ta đã trong hoàn cảnh nào, có bồ mới, có bạn mới hay là có vợ hay có chồng. Nhưng mà người này vẫn còn nhớ về kỷ niệm của hai người, không thể nào quên được bạn. Chắc chắn người này vẫn còn theo dõi bạn, làm chung thì vẫn còn nhìn, còn tia. Còn nếu như không còn làm chung nữa, bạn có blog Facebook, blog Instagram người ta thì mình thấy người ta có tạo những cái khác, cái clone khác để nhìn qua bạn, hoặc là có hỏi thăm với những người bạn xung quanh về bạn nếu như hai người có bạn chung. Còn nếu như hai người không hề có bất cứ cái mối liên hệ nào hết, không có bạn chung, cũng hoàn toàn là block hết, chung là hai người biến mất khỏi thế giới của nhau, thì đến bây giờ người này vẫn có một số thứ gợi nhớ về bạn ha. Tại mình thấy ở đây là devil hai cốc thì người này vẫn chưa thể nào quên được. Mà nhiều khi họ cảm thấy là cái kỷ niệm của hai người khiến cho người này trì trệ mệt mỏi quá, họ cũng rất là cầu mong được quên đi nhưng mà vẫn quên không được vì những cái mộng tưởng giữa hai người lấp đầy trong tâm trí họ. Họ hay tưởng tượng về bạn ha, nhất là những lúc mà họ cảm thấy mệt mỏi, không vui vẻ trong công việc, làm trong đời sống hàng ngày, hoặc cái tình cảm cá nhân của chính họ cũng đang không vui á, thì họ lại nhớ về bạn như cái kiểu an ủi, như cái kiểu là trốn vào cái giấc mộng để không phải đối mặt với hiện tại ha. Còn gì nữa ông ta đó, cho mình thêm 5 lá đi. Ôi, người này cảm thấy là hình như bạn đã quên họ rồi. Họ cho rằng thôi nha, không biết các bạn đã quên họ chưa. Nếu như họ cảm thấy là dạo này hai người không còn gặp nhau, bạn đã chặn hết tất cả mọi thứ để không cho họ thấy bất cứ gì, cứ cái gì về bạn á, thì họ cảm thấy giống như là mình đã bị đá ra khỏi cuộc đời của bạn rồi. Giống như có thể là bạn đã bơ họ rồi, gặp họ thì bạn cũng không có chào hỏi gì nữa, ra 5 tiền với 4 tiền ha. Thì cái điều đó làm cho họ cảm thấy vô cùng buồn bã. Họ cảm thấy như là bạn đã ở cái khung trời mới, có thể là bạn đã phát triển cuộc sống của mình lên trên. Rise cốc, Rise kể ở đây là bạn ha. Thì là không biết bạn đã phát triển đến cái mức độ nào rồi, nhưng mà ở đây họ thấy họ là the moon á, thì là họ nhìn về phía bản thân của mình so sánh với bạn á, thì họ cảm thấy họ không có bằng. Đầu tiên là không có bằng, thứ hai là chả biết làm như thế nào để kết nối lại với bạn nữa. Tại vì người này vẫn có một cái ý tưởng nào đó về việc là mong rằng chúng ta còn được nói chuyện, còn được gặp lại, hoặc là chỉ cần nhìn bạn thôi, không nhất thiết phải là tương tác đâu, mà chỉ cần nhìn bạn, ngắm bạn cho thỏa nỗi nhớ thôi là người này đã mừng lắm rồi. Nên nếu như mà hỏi cái kiểu người này cảm thấy thế nào về bạn sau khi chia tay, là họ cảm thấy có chút hối tiếc, mà họ sẽ không bao giờ để cho bạn biết là họ hối hận hay hối tiếc đâu nha. Và thứ hai, nếu như mà họ vì cái lý do nào đó bất an mà không đến được với bạn á, thì họ cảm thấy là mọi chuyện phải ra cái quyết định như thế thôi, bằng không là khi mà hai người kết hợp lại với nhau mọi chuyện còn sẽ đau khổ hơn. Biết đâu là gia đình hai người không có tán thành, hoặc là chính bản thân của họ cũng không thể nào mà lấy bạn làm vợ, hoặc là lấy bạn làm chồng vì một cái sự tự ti nào đó ha. Có rất là nhiều những cái suy nghĩ ở đây. Khi ra 5 tiền á, là họ cảm thấy như là họ bị
mất khả năng, mất cơ hội, bị bỏ rơi lại, bị nghèo khổ, túng thiếu hoặc là không được bằng bạn ha. Chung mới nói về cái nghĩa tự ti á, thì là 5 tiền, còn 4 tiền là không dám đưa cho cơ hội tại vì sợ sợ bị cái gì đó về bản thân của họ. Nên chung quy là nếu như bạn đang sống tốt hơn họ thì họ rất là buồn tại vì mình không còn được thấy cái người này đi bên cạnh mình nữa, và họ cũng không thể nào mà nói chuyện với bạn nữa. Họ chỉ biết nhìn bạn từ xa thôi, rất là luyến tiếc, rất là nuối tiếc, rất là nhớ thương bạn ha. Đó là những gì mình thấy họ nghĩ về bạn. Nên xem bài với các bạn tụ một, nhờ bài xem dùm cho các bạn tụ một là với người mà các bạn tụ một đang nghĩ đến hiện tại bây giờ, sau khi mà hai người này chia tay hoặc là không gặp nhau thời gian á, thì người đó đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào với các bạn tụ một ha, hoặc là có điều gì xảy ra với cuộc sống của họ rồi. Có thể là cái người này đã đi chọn cái bên khác, giống như là họ nghĩ là cái bên đó là grass is greener, là bãi cỏ bên đó sẽ xanh hơn bãi cỏ của bạn, nhưng mà họ nhận ra là họ đã sai lầm rồi. Họ cảm thấy là không có bãi cỏ nào xanh hơn bãi cỏ của bạn hết ha, họ đã sai lầm rồi. Và họ cảm thấy á là bạn đã thay đổi con người nào đó, một cái phần cuộc sống nào đó trong tâm hồn của họ, như là cho họ cái nhìn khác hoàn toàn về cái chuyện tình cảm nam nữ. Bạn hoàn toàn khiến cho người này mở rộng tầm mắt, và cũng như là có cái bài học vậy đó. Nhưng mà cái việc mà người này học bài học này để tích cực hay tiêu cực thì mình không có chắc, mình chỉ thấy là forever change ở đây là bạn đã đánh vào cái tâm lý tâm hồn nào đó của họ mà khiến cho người này nhận ra là mình cần phải khác biệt đi. Nếu như mình cứ giữ tiếp cái thói quen cũ như thế thì mình sẽ đau khổ lắm, mình sẽ không thể nào mà quên được cái người này, cũng như là không thể trở thành cái người trưởng thành hơn. Ngoài ra thì mặc dù á là họ có thể đã quen một số người khác đi ha, nhưng mà họ vẫn không thể nào quên được bạn. Lúc nãy tao đó chúng ta đã thấy điều đó, và bây giờ với bộ bài Oracle nó cũng xác nhận lại cái điều đó. Họ vẫn tưởng tượng về bạn, họ vẫn cảm thấy bạn là cái người mà chân ái cuộc đời của họ. Giống như là khi mà họ nhắm mắt lại, họ tưởng tượng thì họ vẫn luôn tưởng tượng ra hình ảnh của bạn thay vì của bất cứ ai ngoài kia ha. Thế thì nhờ Oracle xem giùm coi là người mà các bạn tụ một nghĩ đến hiện tại bây giờ người ta còn cái mức độ tình cảm dành cho các bạn tụ một như thế nào ha. Đầu tiên là mình thấy là cái thời gian mà chia xa á, khiến cho người này nhận ra là họ cần bạn tới chừng nào. Practice compassion, see things from a press perspective, nghĩa là họ đã tự thực hành trong tâm của mình nhiều lần về cái việc là nếu đối diện với bạn thì họ nên nói những gì, nên hành động ra sao. Và lần này mình thấy cái cách đối xử của họ với bạn sẽ khác, tại vì họ đã nhìn cái bức tranh khác đi rồi. Perspective là cái khía cạnh nhìn đó, nó đã khác đi. Có thể tính cách của họ vẫn vậy, nhưng mà họ thay đổi cái cách nhìn, họ thay đổi suy nghĩ, họ nhận ra là hồi đó mình đã sướng hơn rất là nhiều mà mình đã không biết quý, thí dụ vậy đi. Thì bây giờ nếu như họ gặp lại bạn, họ sẽ thấy là ừ, đây là cái người mình nên trân trọng nè. Consider your foundation, look at how committed you are to love. Họ sẽ cân nhắc về cái việc là tỏ tình, kết nối với bạn để tỏ tình, để làm quen với bạn, để hướng hai hai người đi theo kiểu là dating, là cam kết ham, tại cái người này có nghĩ đến cái việc là được gần gũi, được song hành, được sống chung một nhà với bạn rồi. Tiếp đến, be willing to express love to receive love. Lần này họ sẽ thể hiện rõ ràng hơn, có thể sẽ bớt cái độ mập mờ hoặc là không còn cái kiểu gọi là cành anh gồng với bạn như hồi đó nữa. Họ sẽ thoải mái hơn, tại vì sau khi mà họ nhận ra nhiều cái điều khác biệt trong mối quan hệ này á, họ nhận ra chính bản thân của họ đã đối xử không có phù hợp với bạn. Thế nên khi mà gặp lại cái người này có xu hướng là bù đắp, có xu hướng là bày tỏ và có xu hướng nhường nhịn bạn hơn ha. Đó là mình thấy cái mong muốn, cái định hướng và cái tình cảm người này dành cho mối quan hệ với bạn. Nếu như mà hai người có dịp tiếp xúc với nhau, hoặc chí ít đây là những điều họ nghĩ ở trong tâm nha. Nhiều khi đến lúc mà người ta thực hiện thì người ta lại không thể nào thực hiện hoàn toàn những cái mà người ta đã nghĩ. Có nhiều bạn ở đây có bị vậy không thì bạn sẽ hiểu tâm trạng ha. Nhưng mà thật sự trong tâm của họ là mong rằng khi gặp lại tôi sẽ đối xử tốt với bạn, tôi sẽ làm cho bạn cảm thấy bạn rất là quan trọng trong lòng của tôi, và cũng mong rằng bạn sẽ
cân nhắc về chuyện của chúng ta một lần nữa nhé. Tại vì lần này tôi thật sự nghiêm túc với bạn. Rồi, đó là những gì mà mình thấy là cái người này muốn gửi gắm đến thông điệp cho bạn nha. Rồi, Ngô xin được dừng trải bài các bạn tụi một tại đây. Các bạn tụi một thấy video này hay, đừng quên để lại một like, subscribe, đăng ký kênh của Ngân. Và nếu các bạn muốn đặt lịch xem riêng với Ngân, có thể inbox Ngân qua Instagram và qua Facebook cá nhân. Và cuối cùng, nếu như các bạn có chủ đề nào đó muốn Ngân làm, có thể comment xuống phần bình luận. Nhiều người like chủ đề đó thì Ngân sẽ ưu tiên làm chủ đề đó cho các bạn ha. Và hiện tại bây giờ Ngân đã mở thêm shop trên Lazada. Nếu như các bạn nào có nhu cầu mua các bộ bài thông điệp để xem cho chuyện tình cảm cá nhân, hoặc là mua bộ bài thời gian để xem các cột mốc sự kiện mà bản thân tò mò muốn biết, thì bạn có thể lên Lazada để mua nếu như bạn có account trên Lazada nha. Rồi, Ngân xin được chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm về chủ đề là người mà các bạn nghĩ đến thì sau thời gian mà hai người xa cách chia tay nhau thì cái người này hiện tại giờ đang nghĩ gì, cảm thấy nào về bạn ha. Áp dụng cho những cặp đôi đã chia tay hoặc là lâu rồi không gặp nhau, mập mờ cũ, ngắt liên lạc hoàn toàn kiểu vậy. Thì bây giờ hiện tại bây giờ cái người mà các bạn tụi hai đang nghĩ đến, người này đang nghĩ gì, cảm thấy nào về cho các bạn tụi hai nha. Người này vẫn nhớ những kỷ niệm cũ nha. Thứ nhất là mình thấy người này thích bạn nhiều. Họ cứ gọi là nhào đi nặng lại á, những cái lúc mà hai người hạnh phúc ở bên cạnh nhau. Nhưng mà cũng đồng thời nhớ những khoảnh khắc mà không vui vẻ nha. Tại chúng ta vừa có 5 cốc vừa có 2 cốc. 2 cốc nói về lãng mạn, tôi trao chiếc cốc cho bạn, bạn trao chiếc cốc cho tôi, cốc đại diện cho tình cảm hen. Nhưng mà 5 cốc là sao? Nghĩa là tôi thất vọng quá, tôi đã bị mất 3 chiếc cốc, chỉ còn 2 chiếc cốc trên bờ thôi. Tôi không biết liệu tôi có thể làm gì với những chiếc cốc nhỏ hẹp còn lại. Nghĩa là tình cảm của tôi bây giờ nó bị thất vọng nhiều hơn là vui vẻ. Nên là tôi không biết làm gì với những cái vui vẻ cuối cùng, trong khi cái thất vọng của tôi thì lại nhiều hơn. Nên là nếu như mà nói công bằng thì là có thưởng có phạt trong mối quan hệ này, trong cái suy nghĩ người này vậy đi. Bạn chắc chắn là có đem đến những cái hạnh phúc, những cái lúc mà ngọt ngào, siêu ngọt ngào trong lòng của người này, khiến cho người này thèm muốn và vẫn muốn có bạn lần nữa khi raise tiền ha. Nhưng cũng không thể chối cãi cái việc là hai người có những cái lúc mà không vui và khiến cho người này chạnh lòng. Thế nên là người này hơi bị đấu tranh tư tưởng khi nhớ về bạn nha. Chúng ta sẽ rút thêm 5 lá, nhờ tarot bổ sung thêm ý của 3 lá trên bằng 5 lá nữa. Coi coi người mà các bạn tụi hai nghĩ đến, họ nghĩ gì, cảm thấy thế nào với các bạn tụi hai sau thời gian chia cách ha. Ok, đây là người siêu lý trí, siêu logic và cái người cũng rất là kín đáo, kín kẻ ha. Đầu tiên á, thì với cái tính của người này á, dù có nhớ bạn gọi là nhớ da diết khôn nguôi thì họ cũng chả có để cho bạn biết đâu, trừ khi là bạn gặp người này trực tiếp, nhìn thẳng vào mặt họ, thấy họ gọi là tay đập chân run, thấy họ toát mồ hôi hoặc là nhìn lén bạn á, thì may ra bạn mới bắt được quả tang thôi. Còn mà gọi là bạn mong chờ cái dấu hiệu dò xét rõ ràng, khi mà không gặp họ thì khó lắm. Với lại cái người này nó theo chủ nghĩa là chuyện gì hợp lý thì tôi mới làm. Nên là mặc dù nhớ bạn nhưng mà họ cũng không quên suy nghĩ cái nào hợp với họ nhất. Thì họ biết được rằng họ bị dằn vặt bởi quá khứ với bạn, rất là thích bạn mà đúng không? Nhưng mà họ cũng cho rằng là việc đến với bạn là điều không hợp lý ở thời điểm hiện tại bây giờ. Nên rất là đấu tranh. Đấu tranh, bạn thấy hai tiền dằn vặt ha, The Moon cũng là dằn vặt, nhưng mà cái kiểu The Moon là nhìn không ra cái đường để đi, còn hai tiền là kiểu tôi cần phải suy nghĩ kỹ về cái hiện tại tôi đang có, tôi đang bình ổn rồi, thì nếu như mà tôi quyết định giống như là chịu rủi ro để làm cái gì đó khởi động lại mối quan hệ này thì điều đó có đáng hay không. Hai tiền ha. Chung quy mình thấy là trong thời gian không gặp bạn họ vẫn theo dõi bạn thôi. Bằng cách nào đó, dù bạn có blog Zalo, blog Instagram hay blog Facebook, giờ mình thấy cái trò blog này có thể thịnh hành quá đi.
Thế thì dù bạn có làm như thế nào để bạn cố move on khỏi người này thì ha, thì người này vẫn bằng cách nào đó thấy được thông tin của bạn. Đặc biệt là những bạn nào mà ở đây là cũng kiểu hơi hot ấy, có ai đó làm influencer, dạo này TikToker cũng cũng nhiều mà, ai là làm TikToker nè, YouTuber nè, họ đều thấy, họ cũng đã tìm ra các video của bạn, các kênh của bạn hết rồi đấy. Còn nếu như mà bạn nào mà kiểu họ biết bạn làm công ty nào á, thì họ sẽ có thể là móc ngoặc với bạn bè của họ trong công ty đó để hỏi về bạn nha. Tại mình thấy bay kiếm là nói về kiểu stalking, vẫn còn nhìn, còn stalk bạn. Hoặc là trong đầu của họ vẫn có lâu lâu tò mò là không biết dạo này người này sống sao rồi ha, nhớ đến mình không. Thì chung quy vua kiếm mà, nó theo sát bạn và nó phân tích logic rất là dữ. Có thể đôi lúc á, người này sẽ thể hiện cái kiểu là không quan tâm, bơ bạn, lơ bạn, hoặc là đăng mấy cái hình là tôi sống đẹp, đúng không? Có bạn trai bạn gái, nhưng mà không, mình thấy người này vẫn chỉ nhớ tới bạn, và tất cả những gì họ đang làm là để thu hút sự chú ý của bạn nha. Rồi, nhờ bài xem giùm người mà các bạn tụi hai đang nghĩ đến, hiện tại giờ sau khi mà hai người này chia xa thì người này nghĩ gì, cảm thấy nào về các bạn tụi hai, hoặc là họ đang sống trong tình trạng như thế nào vậy? Thú vị, người này là người như mình nói ha, vua kiếm mà, nó vừa lý trí, mà cái người này biết được cái giá trị của mình á, họ cũng cảm thấy là chắc là họ cảm nhận nha, là chính bản thân họ cũng có một số những cái chuyện buồn trong mối quan hệ, và khi ai buồn thì đều mong người kia quan tâm. Bạn cũng buồn, bạn cũng mong người này quan tâm, và người này cũng buồn nên chắc chắn cũng mong bạn quan tâm. Thế thì một trong hai người phải có người quan tâm trước thôi, và cái người này đang suy nghĩ nha, là họ không muốn là cái người đầu tiên. Họ vẫn quan tâm bạn, nhưng mà họ quan tâm trong sự im lặng, để bạn phải chủ động liên kết quan tâm họ trước. Họ có cái xu hướng make them prove it, giống như cái kiểu họ nghĩ trong đầu ấy nha, nếu như em hay anh thích tôi á, thì em hay anh nên chủ động với tôi, nghĩa là cái suy nghĩ của họ nha, chứ tôi là tôi không chủ động chứ đâu, you first, bạn bạn đầu tiên cơ, nghĩa là you make a move first, bạn phải chủ động đầu tiên cơ. Và cái người này còn kiểu thách thức, hoặc là giống như là nếu như bạn đến chủ động với tôi, bạn phải nói chuyện như thế nào, biết điều ra sao tôi mới nói chuyện lại với bạn, chứ bạn mà hầm hố hay là bạn kiểu làm quá nhiệt tình đuổi theo tôi sẽ sợ tôi sẽ chạy đó. Hoặc là nếu như bạn nói chuyện á, mà bạn không nói rõ được cái ý của bạn muốn á, hoặc là kiểu như là bạn quá nhiệt tình, một là quá nhiệt tình, hai là quá mập mờ, thì cái người này đều không không ok hết. Tại cái người này giống như là tôi chỉ tin vào những gì mà tôi thấy, tôi là người hợp logic, tôi là người phân tích phán đoán, nên tất cả những cái thái độ và hành động của bạn, nếu như mà tôi cảm thấy như là tôi quét qua, tôi scan qua mà tôi thấy nó có cái gì đó không an toàn thì tôi sẽ không kết nối nữa. Xu hướng nó cũng hơi kiểu bitchy ha, mình thấy là cái người này có xu hướng là chảnh á, chảnh, và giống như là biết giá trị bản thân và giống như là lý trí á, nghĩa là thà họ nhớ bạn tới chết chứ cũng không có để cho bản thân của mình gọi là quỳ lụy bạn, hoặc là giống như là phải phải xách dép cho bạn, hay là phải kiểu như là mất đi cái tự trọng của mình, nghĩa là người này sẽ đặt tự trọng trên trước tình cảm ha. Nên là mình thấy người này đang đang như vậy, và người này có những cái silent move với bạn, nghĩa là như là thí dụ đi ha, họ sẽ có một số những cái dấu hiệu trên Facebook hay Instagram đăng những cái hint gợi ý là đang nhắc về bạn, để cho bạn gọi là trời ơi đang nhớ tới mình kìa, đang nghĩ tới mình kìa, rồi bạn phải suy nghĩ hao tâm tổn sức về người này, có phải là cái câu bình luận sao tút này là về mình không, rồi tại sao hồi đó nó không có đăng story mà giờ nó đăng story vậy, ủa lại mình với nó không còn làm bạn nữa mà sao giờ nó mới đăng story public, chung với là người này chơi á, cái kiểu là làm cho bạn suy nghĩ suy tư về và phân tích về họ nha, khôn á, người này khôn á nha. Ai gu. Rồi, tiếp một bộ nữa ha. Đang xem bài các bạn tụi hai, xem coi là người mà các bạn tụi hai đang nghĩ đến, người này còn tình cảm, cảm xúc gì với các bạn tụi hai không? Khôn cách mấy thì cũng là người cũng có tình cảm hết thôi, căng chi, đúng không? Chơi mai game đồ nữa, có trẻ mãi không mà chơi mai game đồ. Người này cảm thấy là cái tình cảm của bạn với họ làm cho họ thay đổi rất là nhiều và trở thành cái người vô cùng khác biệt. Người này cũng cảm thấy là cần thời gian để chữa lành những cái quá khứ, và cái thời gian ở đây á để nhận ra cái sự an toàn và cái giá trị chân thật của họ là gì ha. Chung là người hay học được rất nhiều thứ sau mối quan hệ với bạn, mà học được nhất là phải phải bảo vệ bản thân của họ.
Thật sự ra cái đối tượng này nếu như mà trong cái trạng thái mà an toàn rồi ấy, thì cái người này sẽ cố gắng hỗ trợ bạn trong khả năng của họ, tại cái người này cũng khá là thông minh, cũng khá là nhạy, hoặc cũng là người khéo miệng mồm á. Tại thấy vua kiếm mà vua kiếm thường là người về giao tiếp, nên là nếu như mà cái người này mà trở thành bạn đồng hành của bạn á, thì người ta cũng có thể là giúp bạn thăng tiến trong cuộc sống này nọ ha. Nhưng mà dĩ nhiên là cái người này cần phải được nhận lại cái tình cảm trước, như là cái người này cảm thấy là tôi chỉ cho bạn những cái offer này khi bạn chứng tỏ bạn là người xứng đáng với tôi, tại bây giờ tôi đã biết cái giá trị của tôi rồi. Nên cái người này là cái người mà yêu theo kiểu lý trí và yêu theo kiểu có điều kiện nha. Thì thường ai mà nghe cái câu yêu điều kiện á, thì mình sẽ không thích, tại mình nghĩ là ủa, tình yêu mà làm cho nhau hạnh phúc thôi, bày đặt điều kiện này đâu phải tình yêu thiệt. Nhưng mà bây giờ thời thế nó khác lắm các bạn, nó khác là tại vì cái thời đại bây giờ, thời đại vật chất á, nếu như ai mà theo Phật pháp á, sẽ biết đây là thời mạt pháp. Mà thời mạt pháp nghĩa là thời của việc không còn đạo đức như hồi trước, nó đang theo xu hướng là suy đồi đạo đức và đang tăng trưởng cái vật chất và dục ái lên. Thế thì chính vì xung quanh của người này cũng đầy những cái người mà lừa tình, trap boy, trap girl giờ rất là nổi mấy vụ này đúng không? Thế cái người này auto phải là người đa nghi, vô kiếm là luôn luôn là đa nghi rồi. Thì do cái môi trường xung quanh huân tập với lại cái tập tính cũ của họ trong tiền kiếp nữa, nên là họ trở thành cái người rất là đa nghi và chỉ tin bản thân mình, là tin logic và có qua có lại, gọi là gì, tiền trao cháu múc đúng không, thì mới được. Nên là bạn cũng không nên trách người này. Nhiều khi mình xét lại bản thân của mình, biết đâu mình cũng có như vậy mà mình nghĩ là mình cao thượng đó bạn. Nên là mình cứ từ từ đi, nếu như mà người này hợp thì bạn đi tiếp, còn không hợp thì thôi, giống như là vui vẻ, cảm thấy thỏa hiệp được thì quen, không thỏa hiệp được thì thôi, vậy thôi ha. Rồi, Ngân xin được dừng trả bài các bạn tụi hai tại đây. Các bạn tụi hai thấy video này hay và hợp với các bạn, đừng quên để lại một like, một subscribe, đăng ký kênh của Ngân, ủng hộ Ngân nha. Và nếu các bạn muốn đặt lịch xem riêng với Ngân, có thể inbox Ngân qua Instagram và qua Facebook cá nhân. Và nếu như các bạn nào có chủ đề nào đó muốn Ngân làm, có thể comment xuống phần bình luận. Nhiều người like chủ đề đó và nó tương đối tích cực thì Ngân sẽ ưu tiên làm chủ đề đó cho các bạn nha. Và cuối cùng, nếu như các bạn muốn mua các bộ bài của Ngân, như là bài thông điệp để xem coi tình cảm người đó với bạn như thế nào, hoặc là bạn muốn xem bài thời gian để biết các cái cột mốc của bạn về cuộc sống, thí dụ cái sự kiện nào đó bạn tò mò, thì bạn có thể mua bài của Ngân qua Shopee, qua TikTok Shop và qua Lazada. Giờ Ngân cũng đã mở shop Lazada rồi nha. Hoặc bạn có thể inbox thẳng Ngân qua Facebook hoặc fanpage để đặt mua cũng được nha. Rồi, Ngân xin được chào các bạn nhé. Hello, xin chào các bạn tụi ba. Hôm nay ta sẽ làm về chủ đề là người mà các bạn đang nghĩ đến sau thời gian chia tay, chia xa, ngắt liên lạc, xa cách, thì hiện tại giờ họ nghĩ gì, cảm thấy nào về bạn ha. Chủ đề này tập trung với các đối tượng là quen nhau rồi chia tay, hoặc là mập mờ mà cuối cùng là im lặng rồi ngắt kết nối luôn, chung quy là hoàn toàn không gặp nhau nữa trong thời gian gần đây, nói chuyện gần đây, thì chủ đề này sẽ là dành cho các bạn nhé. Rồi, để xem bài các bạn tụi ba, nhờ tao xem giúp là người mà các bạn tụi ba đang nghĩ đến hiện tại bây giờ người này đang nghĩ gì và cảm thấy nào về các bạn tụi ba nhé. Cái lá bốn cốc này làm cho mình có cảm giác là người này đang buồn chán vì cái cuộc sống của họ không còn vui khi có bạn ở bên cạnh nữa. Nếu như mà chia tay mà khiến cho họ thoải mái thì họ đáng lẽ giờ phải ăn mừng, phải gọi là tiến bước này nọ đúng không? Nhưng mà không, họ ngồi trên cái đồng ruộng của họ với hai cái gì đó đằng xa. Ở đây mình không biết là cái gì nữa, hình như cái cốc hay sao á. Thì cái người này nhìn rất là buồn chán, mặc dù chúng ta đều biết cái nghĩa đen của bốn cốc trong Run Right Away là kiểu có nhiều chiếc cốc mà không chọn chiếc cốc nào, nhưng mà mình cảm giác cái người này là có cái nỗi buồn man mác trong lòng. Nghĩa là sau khi mà chia tay bạn rồi hoặc xa cách bạn rồi á, họ có thể có người khác nha. Tại bốn cấp cũng nói về option, mà những cái option của họ là có thiệt, option là sự lựa chọn nha bạn. Nhưng mà ở đây mình không thấy là họ để tâm đến những cái sự lựa chọn đó. Tại vì có một cái chiếc cốc mà họ rất là muốn mà họ không còn có được nữa rồi, đúng không? Là bạn đó, là bye bye rồi đó, bạn bye bye họ rồi đó. Thì giữa hai người đã tám gậy là có khoảng cách ở đây, và cái người này thật sự rất là muốn được chủ động đến với bạn kỵ sĩ gậy nha.
Thế nên mình sẽ thấy là cái người này lộ rõ cái vẻ, thứ nhất là nhớ bạn, thứ hai là hối hận, và thứ ba là muốn chủ động kết nối lại với bạn. Chúng ta sẽ bổ sung bằng 5 lá ở dưới xem sao ha. Thứ nhất á, là mình thấy cái người này là cái người suy nghĩ quá nhiều đi, mà suy nghĩ nhiều á, mà thường hay nghĩ ra cái tiêu cực á, thì sẽ không có dám làm. Thế nên cái người này có xu hướng sau khi mà ngắt kết nối với bạn, thì thứ nhất là cái người này á, chỉ đang cố gắng tập trung vào cái dự định cuộc sống của họ để quên đi cái nỗi buồn với bạn, nhưng mà điều đó không có tác dụng. Người này vẫn nhớ tới bạn và đang cố gắng phân tích ra là tại sao tôi vẫn nhớ tới người này và liệu có cái điều gì đó khiến cho tôi vượt qua cái nỗi nhớ này hay không. Nhưng mà thay vì vượt qua thì họ lại là một the magician. The magician ở đây mình sẽ thấy là hai nghĩa. Với những cái người nào mà bạn biết cái tính cách của họ nha, là một cái người tham vọng, là một cái người mà luôn muốn người khác nhìn vào là phải nể trọng bản thân của họ, thì nghĩa là cái người này đang tập trung cái tình cảm sang cái công việc sự nghiệp để tạm thời quên bớt cái nỗi nhớ về bạn. Và magician cũng không cái nghĩa nữa là manifest, nghĩa là mình dịch cái cụm manifest từ tiếng Anh sang tiếng Việt, là mình dịch coi như là sát nghĩa nhất nha, là cố gắng kêu gọi một người nào đó bằng hình thức tâm linh, giống như là cầu trời khẩn Phật hoặc là nguyện hoặc là dùng luật hấp dẫn. Mình luôn luôn thấy cái manifest này nó rất là ridiculous, nhưng mà nhiều người dùng thật sự là nó có tác dụng mới ghê ha. Thì có thể là cái người này đang cố gắng gọi là manifest kêu gọi bạn theo cái hình thức tâm linh đó. Thì nếu như ở đây mà có ai cảm thấy như là nhiều khi mình buồn quá mà mình không biết tại sao mình buồn, nhưng mà bạn biết là bạn còn thương nhớ tới người này, thì có thể là nó đến từ cái việc là người đó buồn và nhớ thương qua bạn, hai người có liên kết tâm linh với nhau ha. Nhưng mà trong cái video trước thì mình cũng có nói là cái việc gọi là dùng lùng lùng dùng luật hấp dẫn như vậy á, nó rất là có hại cho bạn. Tại vì á, người đó tác động thẳng vào cái phần tâm linh của bạn á, thì sẽ khiến cho bạn vô cùng bất bình thường. Nhiều khi bạn mơ thấy người đó nhiều quá, bạn không tập trung cho công việc, hoặc là bạn hay thấy mấy cái dấu hiệu về xe cộ, về số, về quần áo họ hay mặc, hoặc là về cái gì đó mà họ hay dùng, bạn cứ thấy nó xuất hiện lung tung trong cái cuộc đời của bạn, bạn sẽ cảm thấy mình bị hoang mang, không biết mình có bị bỏ bùa bùa mê thuốc lú gì hay không. Cái điều đó rất là nguy hiểm cho bạn ha. Nên nếu như bạn nào á mà có thể giống như là chặn bớt được những cái liên kết tâm linh như thế này thì bạn mới có thể có được sự yên bình ha. Với những ai mà đang trong trạng thái bị người kia kêu gọi bằng luật hấp dẫn á, thì bạn phải cố gắng mạnh mẽ hơn về cái tâm thức của mình, phòng tâm tốt thì người đó sẽ không tấn công vào được cái hàng rào phòng tâm của bạn. Tại vì bạn biết luân xa, mỗi người của mình á, sẽ có 7 luân xa để bảo vệ, nên cái người đó muốn tiến vào được cái linh hồn của bạn hoặc là cái thần thức của bạn, họ phải vượt qua các luân xa. Mà chính vì bạn thích họ đúng không, nên bạn với họ có liên kết luân xa trái tim đó, nên là họ mới có thể manifest bạn được. Nên nếu như bạn cảm thấy cái điều đó phiền quá, bye bye mày, không muốn mày kêu gọi tao nữa theo cái kiểu là luân xa trái tim, thì bạn nên cắt cái sợi dây luân xa trái tim đó bằng cái phòng tâm thật là tốt nha. Thì đó là cách mình hướng dẫn thôi. Còn nhiều bạn ở đây á, làm như thế nào thì các bạn nên xem thêm các pháp của Phật để vững tâm của mình ha. Hoặc là bạn có thể hạn chế về việc là đừng có đăng những cái hình ảnh của bạn trên Facebook, trên Instagram mà họ có thấy, họ nhìn vào đó, họ nhớ bạn, họ cũng có thể liên kết tâm linh bằng cái cách đó đấy. Thì mình thấy sẽ có hai cái nghĩa giải cho cái lá The Magician này nha. Rồi, chúng ta sẽ dùng bộ khác xem sao. Đang xem bài cho các bạn tụ ba, xem coi người mà các bạn tụ ba đang nghĩ đến, người này sau khi chia tay với các bạn tụ ba thì họ thấy các bạn tụ ba như thế nào ha, hoặc là họ có suy nghĩ gì về cuộc sống của họ sau khi đã ngắt kết nối với các bạn tụ ba. Secret love, divorce and waiting game. Đầu tiên mình thấy một số trường hợp là người này chẳng hạn sau khi chia tay bạn, họ đã có bạn trai bạn gái, hoặc là có một số người ở đây là chuyện ba người, thì chẳng hạn người này đã có gia đình rồi thì họ đang nghĩ rằng muốn chia tay gia đình hoặc là muốn chia tay người mà họ đang cam kết bạn trai bạn gái để được đến với bạn, nhưng mà họ cần bạn có thêm thời gian để chờ đợi họ. Tại vì á, nếu như họ quá liều á thì cái mối quan hệ của hai người sẽ không có đi đến đâu, mà họ còn mất đi cái người mà họ đang cam kết nữa. Chung quy người này đang suy nghĩ kỹ. Ở đây có secret love, ai đó ở đây á
cái người này á phải giữ cái mối quan hệ giữa bạn và họ kín đáo, bí mật, càng bí mật càng có thể. Tại vì như mình nói ha, nếu như biết ra thì không có tốt cho đôi bên. Nên ở đây chúng ta có waiting game là họ phải chậm chậm từ từ, và họ cũng không thể nào nói thẳng ra cái tình cảm với bạn tại nó quá phức tạp ha. Rồi, còn gì nữa không? True love. Thì dĩ nhiên là họ cảm thấy bạn là true love của họ. True love ở đây á, thì thật sự ra mình thấy nó hơi cao cả. Mình sẽ ta tương đối dịch true love ở đây là tình cảm phù hợp, tình cảm đúng, tình cảm chân thành đi ha. Là họ cảm thấy là bạn nắm giữ cái cảm xúc và trái tim của họ, là họ cảm thấy ăn nằm ngồi ngủ gì cũng nhớ tới bạn. Thì tương đối cái này gọi là true love ha, chứ thật sự cái nghĩa true love nó cao cả lắm. Nó cao cả theo cái kiểu như là you're my soulmate, you're my spirit, you're my everything, you're my the one, kiểu là cái kiểu như là thần tượng cái đối tượng đó. Nhưng mà mình cảm thấy cái tình cảm trai gái dạo gần đây nó không còn đạt đến cái level đó nữa, thì chúng ta sẽ tạm dịch true love coi như là người này thích bạn chân thành vậy đi ha. Thì sau khi mà hai người không gặp nhau á, dù người này có đang quen người khác hay đang sống với ai đi nữa, thì họ cảm thấy họ vẫn cần bạn, nhưng mà họ sẽ giấu cái tình cảm dành cho bạn ở cái giống như là chỉ có họ biết thôi, check it low low á, kín đáo bí mật đi, để cho cái đối tượng kia không có phát hiện, và cũng để cho bạn không có biết. Tại vì khi bạn biết họ cũng đâu thể nào mà bùm một cái mà chia tay hoặc là bỏ đối tượng kia để đến với bạn liền đâu. Nên là họ mong rằng á là bạn chờ họ, chờ trong cái khả năng mà nếu như hai người có duyên thì sẽ tái hợp. Nhưng mà bạn nên nhớ ở đây á, là bạn có giá trị riêng, đừng vì một cái mộng tưởng của ai hoặc đừng vì ai mà hy sinh cuộc sống của bạn ha. Bạn cần phải đi tiếp cái hành trình của bạn. Nếu như người này và bạn có duyên, tự khắc sẽ gặp lại nhau nha bạn. Đang xem gì vậy? Đang xem bài các bạn tuổi 3. Nhờ bài xem giúp cho các bạn tuổi 3 là người họ đang nghĩ đến, người này có tình cảm suy nghĩ như thế nào cho các bạn tuổi 3. Express love through gifts. Người này có suy nghĩ là muốn thể hiện tình cảm qua những cái hành động nhỏ như là chăm sóc quan tâm bạn hoặc thậm chí tặng quà cho bạn. Cái tặng quà của người này cũng có thể là tinh tế, không nhất thiết phải là vật chất, có thể là âm thầm hỗ trợ giúp đỡ bạn hoặc là bảo vệ bạn, đó cũng là một cái món quà. Và chung quy là người này muốn tỏ rõ cái việc thương mến đến bạn bằng một cái gì đó nó hiện vật hoặc nó có thể nhìn thấy được ha. Ask for help. Người này nói với bạn rằng á, chỉ cần bạn nhờ vả một tiếng họ sẽ ok mà giúp bạn liền. Cái người này có cái xu hướng muốn làm cái người bảo bọc, muốn làm một cái người ban ơn ha. Nếu như bạn nào không biết á, thì những cái người mà có xu hướng nam tính hơn, tớ không nói giới tính nam với giới tính nữ nha, mà tớ nói ở đây là tính chất về cái sự nam trội, về cái sự gọi là mạnh mẽ, hoặc nó xu hướng là hơi gia trưởng, hơi kiểu bầy đàn, không phải đứng đầu của bầy đàn á, gọi là leader á, masculine vibe á, thì cái người đó sẽ có xu hướng là ban bố, ban phát sự quan tâm tình cảm đến cho những cái người có feminine vibe, là những cái người có xu hướng nữ tính hơn ha. Thì cái người mà bạn chú ý đến, cái người này muốn ban phát cái sự quan tâm yêu thương đến cho bạn bằng vật chất, bằng hành động, bằng sự quan tâm, bằng sự bảo bọc, gọi là nuông chiều, họ muốn nuông chiều bạn ha. Và họ mong muốn á, mỗi lần mà họ với bạn mà có thể được nhìn nhau, được gặp nhau hoặc nghĩ tới nhau thôi thì họ đều trân trọng những phút giây này hết. Có cảm giác cái người này rất là muốn đến với bạn, nhưng mà chỉ là vì họ có một cái mối nghiệp lực nào đó họ chưa giải quyết xong, nên là họ đành phải âm thầm nghĩ tới bạn trong sự đau khổ và dằn vặt ha. Mình thấy cái tình cảm của người này dành cho bạn nó ở cái mức độ cũng khá là sâu sắc và sâu lắng, nó không phải là thể hiện ra ồ ạt, mà nó có cái sự chiêm nghiệm từ từ, giống như lúc nãy chúng ta có hermit á. Và khi mà họ xa bạn, họ không cảm thấy vui với cái người mà họ đang ở bên cạnh ha, họ chỉ muốn đi đến với bạn, đi đến càng nhanh càng tốt, được gặp bạn chính là chân ái của cuộc đời họ đấy. Rồi, Ngư xin được dừng trả bài các bạn tuổi ba tại đây. Các bạn tuổi ba thấy video này hay, đừng quên để lại một like, một subscribe, đăng ký kênh của Ngân nhé. Và nếu các bạn muốn xem thêm các chủ đề khác thì có thể comment xuống phần bình luận. Nhiều người like chủ đề đó, Ngân sẽ ưu tiên làm chủ đề đó cho các bạn nha. Và nếu các bạn muốn đặt lịch xem riêng với Ngân, có thể inbox Ngân qua Instagram và qua Facebook cá nhân nhé.
Và cuối cùng là nếu như các bạn nào mà muốn mua các bộ bài thông điệp của Ngân để xem riêng cho vấn đề tình cảm của bạn, hoặc là mua bộ bài thời gian để bạn xem các cái mốc vấn đề mà bạn muốn tra, thì có thể mua trên Shopee, TikTok Shop và Lazada của Ngân nha. Ngân đã vừa mới mở thêm shop Lazada nữa, thông tin ở dưới phần mô tả. Và nếu như các bạn giống như là muốn mua nhanh á, thì có thể đặt mua hẳn với Ngân qua fanpage và qua Facebook cá nhân luôn, chung quy là kênh nào giờ Ngân cũng thầu hết nha. Rồi, Ngân xin được chào các bạn nhé. See you guys later. Goodbye.